Mùa thu mùa đông đến nơi rồi các bạn ơi. Tiết trời hơi se lạnh mát mát nữa. Thì mình sẽ ăn những món gì để cho nó ngon cơm đây? Chúng ta cùng vào bếp nhé. Nguyên liệu gồm có như sau. Đây chính là 300 g cá khô, 200 g thịt heo. Cái thịt heo ba chỉ này nhưng nó nhiều mỡ, tương đối nhiều mỡ các bạn nhé, thì rang nó mới ngon. Đó là bí quyết của món ăn ngày hôm nay, ngon là nhờ cái thịt mỡ này đấy, mỡ heo á. Hành lá, tương ớt, bột ngọt, đường, muối, tiêu. Tiêu này là tiêu rang rồi các bạn nhé, nó mới thơm mắm. Và bên cạnh đó còn có 4 trái ớt, tỏi, hành tím và một can dầu ăn. Đây là những nguyên liệu để hôm nay mình làm cái món cá khô rang thịt. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta cho nước ấm ấm vào rồi chúng ta rửa cá khô này các bạn ạ. Các bạn cho một xíu muối vào nữa. Rửa phải 3 nước nó mới sạch được đấy các bạn. Để khi người ta phơi á thì không biết thế nào cho nên là mình phải rửa cho sạch. Sau đó chúng ta vớt ra cái rổ. Chúng ta để ráo. Các bạn thấy không, nước thứ hai rồi mà nó vẫn đục đục như thế này này, là nó những cái vảy cá rồi những cái chất từ cá nó vẫn còn ra, những cái mà những cái bột bột của cá đó. Rửa thật sạch đi thì chế biến món ăn nó sẽ ngon hơn đấy các bạn. Đấy, đến nước này các bạn thấy nó trong hơn rồi đây này. Cá vớt ra rổ rồi thì chúng ta để ở đây cho nó ráo nước các bạn nhé. Nó mình ướp gia vị nó mới thấm, nó mới ngon các bạn ạ. Trong khi chờ cái cá khô này nó ráo đi thì bắt đầu mình sơ chế về thịt heo các bạn nhá. Miếng thịt heo như này ạ, thì mình đầu tiên là mình bỏ cái bì này đi các bạn, không tí nó rang, nó rang thịt heo nó hay bị nổ ấy. Bỏ cái bì gì, cắt đôi miếng thịt ra. Mình thái nhỏ nhỏ như rồi tiếp tục mình thái hành tím. Chúng ta thái tỏi. Tỏi thì mình đập dập ra mình thái các bạn cho nhanh. Như tỏi. Cái ớt này là ớt to này các bạn này, mình cũng thái 2 trái ớt ra. Cá khô của mình đã ráo nước rồi. Khi ướp cá thì mình cho vào đây 2 muỗng đường, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng bột ngọt này, 1/3 muỗng muối, 1/4 tiêu xay. Tiêu xay tiêu rang rồi thì cho thơm các bạn. 1 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt các bạn. Mình ướp cá cho thấm gia vị khoảng độ 10-15 phút các bạn nhé. Trong khi mình ướp cá như này thì bắt đầu là mình rang thịt các bạn ạ. Tôi cho thịt vào mình đảo đều tay, cho các miếng thịt vàng đều các mặt. Thịt nó bắt đầu chảy mỡ rồi đây các bạn này. Mình rang cho đến khi cái miếng thịt mỡ, miếng thịt ba chỉ nhiều mỡ này này, nó quắt đi các bạn nhé. Thì lúc ăn ấy, nó mới thơm thơm, béo béo mới ngon. Đây chính là cái bí quyết để mà là giúp cho cái món cá cá rang thịt hôm nay nó được ngon đấy các bạn. Lúc này thì các bạn thấy các miếng thịt đều đã quắt hết rồi, nó chỉ còn bé nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đây này, nhỏ nhỏ xíu xíu như này thôi. Đó, miếng thịt chỉ còn này và nó vàng rồi. Ồ, vàng rất là ngon rồi đấy các bạn này. Bây giờ bắt đầu mình tắt đi và mình vớt cái thịt này ra. Em miếng thịt này vàng ngon chưa? Mình cho ra dĩa các bạn. Lúc này mình có một chảo mỡ từ thịt các bạn, mình vặn to lửa một chút. Cho vào đây là hành khô này, tỏi. Mình đảo đều lên cho thơm. Bây giờ thì bắt đầu mình cho cá vào để mình rim các bạn nhé. Cá lúc nãy mình ướp rồi đó, nó thấm rồi, bây giờ được 15 phút rồi đấy các bạn. Và nhẹ tay thôi các bạn. Mình rim cho nó cạn nước đi. Ồ, nó dậy mùi thơm thơm lắm các bạn ơi. Chúng ta thấy cá nó khô như này rồi, vàng đều, các bạn bắt đầu mình cho cái thịt lúc nãy vào.
nhẹ tay thôi các bạn. Mình cho nốt cái số hành vào trong này. Hành. Thơm quá. Mình thích ăn cái loại cá nhỏ nhỏ này các bạn. Dễ ăn lắm. Cho vào đây. Vào một miếng thịt nữa. Thịt ba chỉ nó teo con này các bạn này. Đấy. Một con cá. Một miếng thịt. Ăn thử nhá. Rất vừa các bạn ạ. Ngọt ngọt, cay cay, béo béo, thơm thơm. Một miếng cơm trắng nhá. Một miếng cá và thịt. Bao nhiêu cơm cũng hết các bạn ơi, ngon lắm. Các bạn rang cá khô với lại thịt ba chỉ như thế này á, ăn nó không ngán đâu các bạn. Thật sự là không ngán và rất là ngon. Món ăn này rất thích hợp với mùa thu và mùa đông các bạn ạ. Chúng ta còn có thể, nếu như mình ăn không hết thì mình cho vào hũ, mình cất vào tủ lạnh, mình ăn được cả tuần các bạn ạ. Và đặc biệt cái món cá khô rim thịt này các bạn có thể ăn với cơm trắng, ăn với bún, ăn với cháo trắng cũng rất là ngon các bạn ạ.